Tưởng tượng bạn là một hậu vệ. Một hậu vệ trái cao 1m85 và đang tự tin về một ngày thi đấu rực rỡ của mình. Sao cũng được, tiếp nào. Giờ đối đầu với bạn là một gã với cái đầu hói. Gã trông chẳng phải là người nhanh nhẹn cho lắm và bạn tin là có thể khiến gã ngã lăn quay với kỹ năng xoạc bóng siêu hạng của mình. Bạn đang tự nhủ với mình như thế, dù đã nhận được lời cảnh báo trước trận từ huấn luyện viên. À, tới rồi. Bất thình lình gã có bóng, còn bạn thì đứng cạnh gã có 3m. Gã lao xuống biên. Bạn cũng chạy theo, mắt không ngừng lia vào trái bóng và chân gã. Bạn biết thời điểm đó sẽ đến. Ngay lúc này, bạn dưng chân ra và định chặn toàn bộ pha bóng ấy. Nhưng muộn rồi, vì gã đã nhấc xa một nhịp, nơi bạn chỉ còn giả vờ mình vẫn bám theo. Còn gã thì lấy trụ chân phải, hơi nghiêng người và cứa một đường bóng chết tiệt vào góc cao khung thành. Bạn chứng kiến thủ môn đội mình dương người hết cỡ, xong rồi hòa mình vào đất. Sau đó chỉ biết vào gôn nhặt bóng cùng một cái lắc đầu bất lực. Thế là bạn nhận ra, mánh khóe đó của gã, một kỹ thuật không có gì quá độc đáo ấy lại chẳng thể dễ ngăn cản như bạn nghĩ. Bạn càng thấm thía hơn khi gã thực hiện lần hai, lần ba, lần thứ nờ như vậy. Đó đáng lẽ là một ngày thi đấu rực rỡ của bạn nếu gã đó không phải là Arjen Robben. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 thì cái gã đàn ông khó chịu ấy chính thức tuyên bố giải nghệ lần hai. Nghe hơi buồn cười nhưng thực chất thì trước đây Robben đã từng tuyên bố điều này rồi. Sau khi rời khỏi Bayern Munich, đội bóng lớn cuối cùng trong sự nghiệp thì Robben đã chia tay thế giới bóng đá trong khoảng một năm. Nhưng câu lạc bộ thiếu thời Groningen mời gọi, huyền thoại bóng đá Hà Lan đã đồng ý và xỏ giày vào sân thêm một lần nữa. Đến cả chuyện trọng đại bậc nhất đời cầu thủ là quyết định treo giày. Robben còn làm hai lần, thế nhưng để nói về phong cách thi đấu của anh ở những năm tháng đỉnh cao, người ta sẽ chỉ nói về một thứ duy nhất, một thứ đã làm nên thương hiệu mãi mãi đi kèm với cái tên Arjen Robben. Đặc sản xi nhan rẽ trái, bứt tốc, đột ngột rẽ hướng và lặp lại. Đó là cách đơn giản nhất để miêu tả về Arjen Robben. Với đa số các cầu thủ chuyên nghiệp, họ đều dành khá nhiều thời gian để rèn luyện chân không thuận khi tuổi đời còn trẻ, mục đích hướng đến việc có thể sử dụng hai chân nhuần nhuyễn ở giai đoạn nửa sau sự nghiệp. Nhưng Robben thì không. Cầu thủ từng ghi 99 bàn cho Bayern Munich đã dành cả một chặng đường quần đùi áo số chỉ để luyện tập với cái chân thuận của mình là kèo trái. Và điều đó dẫn đến kết quả gì là bạn có thể tìm kiếm trên YouTube cụm từ Robben ngoặt vào trong và cứa lòng, sau đó coi một series highlight trong 5 phút liền với chỉ duy nhất một động tác được thực hiện bởi một cầu thủ trong nhiều màu áo khác nhau. Ở vị trí của một người chơi phòng ngự, những gì bạn cần để ý chỉ là hoạt động bên phía tay phải của bản thân. Bạn luôn biết mình cần làm gì để ngăn chặn đá này. Nhưng giống như tên hậu vệ được nêu ở đầu video, có làm được hay không thì lại là một câu chuyện khác. Kể cả bạn có là những tên tuổi máu mặt đi chăng nữa, ở phạm vi từ ngoài vòng cấm, hiếm có cầu thủ tấn công nào dễ đán như Arjen Robben. Cái bài xi nhan rẽ trái ấy được trình làng từ lâu rồi, từ ở Hà Lan đến Anh, cho đến Tây Ban Nha và sau đó thăng hoa tại Bayern Munich 11 năm trước và đã làm nên tên tuổi của anh như ngày hôm nay, không chỉ ở Đức mà còn trên phạm vi toàn thế giới. Tại Pháp, kỹ thuật rẽ bóng vào trong từ cánh phải để sút bằng chân trái được đặt cho cái tên Le Robben. Khi biết được chuyện này thì Robben rất tự hào về kỹ thuật riêng của bản thân được mang vào sách giáo khoa dạy bóng đá. Messi khiến chúng ta ngất ngây với các pha dê dắt thượng thừa. Ronaldo khiến chúng ta chóng mặt với những pha đảo chân như gian lạc. Nhưng Robben thì được đặt cả tên cho một kỹ năng riêng mà chưa bao giờ khiến chúng ta cảm thấy chán dù làm đi làm lại chỉ có bấy nhiêu đó. Mọi thứ sẽ như thế này. Robben bắt đầu mở tốc độ bên cánh phải. Một bên vai có phần chĩu xuống để giữ thăng bằng, đầu hơi ngả về sau còn chân thì liên tục hoạt động. Khi tiếp cận đến vòng cấm, anh cảm thấy đây là lúc thích hợp để rẽ vào trong, đưa hẳn vai chếch xuống, thay đổi trọng lượng cơ thể lên và lướt qua bên trái. Quả bóng không bao giờ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Robben, đối thủ thì dễ dàng bị biến thành cái bóng phía sau. Robben nhìn lên, vẽ một đường cong dù không nằm trên eo của phụ nữ, nhưng vẫn khiến bao nhiêu gã đàn ông mê đắm trừ tên thủ môn đang đối mặt với nó. Cú đá từ chân Robben ghim thẳng bóng vào góc xa, đánh dấu thêm một lần anh thành công với tuyệt kỹ của mình. Trong võ thuật, huyền thoại Lý Tiểu Long có một câu nói danh bất hư truyền là: tập 10.000 cú đá khác nhau không đáng sợ, tập một cú đá 10.000 lần mới đáng sợ. Áp dụng sang môn thể thao vua, chúng ta có Arjen Robben, hàng tá câu chuyện được vẽ lên từ những lần bật xi nhan của Robben. Nhưng thật sự bí quyết đôi khi lại đơn giản đến khó tin. Cơ thể con người thường có xu hướng thích nghi với một động tác nào đó được thực hiện quá nhiều lần trong khoảng thời gian dài. Bộ não sẽ ghi nhớ phản xạ của động tác đó. Và đến một thời điểm nhất định, cơ thể sẽ tự động thực hiện mà không cần phải suy nghĩ. Arjen Robben đã biến hành động rẽ bóng khi đang ở tốc độ cao trở thành một kiểu động tác như thế. Và anh đã lược bỏ bất khoảng thời gian não truyền lệnh xuống chân khi thực hiện nó. Bản thân Robben từng chia sẻ rằng anh không biết được mình sẽ làm gì tiếp theo trong thế đang dốc bóng dọc thẳng về phía trước như thế. Nhưng tự khắc cơ thể đưa ra phản xạ, và số 10 của Bayern Munich lại có một pha qua người thành công lần thứ nở trong trận đấu. Trực giác và kinh nghiệm cho bạn rất nhiều sự lựa chọn. Bạn thường phản ứng lại dựa trên vị trí của các hậu vệ và tiền vệ, tình huống đưa ra mệnh lệnh và không phải lúc nào bạn cũng chăm chăm sút bóng. Thời điểm, đó chính là yếu tố quan trọng nhất ở khoảnh khắc Robben rẽ vào trong. Hầu như anh luôn biết đúng chính xác từng tích tắc để quả bóng nghịch hướng. Một nghiên cứu khác cho biết, di chuyển của cơ thể dựa trên tiềm thức nhanh hơn so với khi được điều khiển bằng não bộ, nghĩa là khi bạn dùng não phán đoán để đưa ra quyết định,
thì cơ thể của Robin tự thích ứng và đưa ra phản xạ nhanh hơn. Như chính Robin từng nói, nếu tôi làm nó đúng lúc thì vẫn có thể khiến các hậu vệ bất ngờ. Bên cạnh đó là tác dụng của việc luyện tập. Arjen Robben có biệt danh là đôi chân pha lê vì rất mẫn cảm với chấn thương. Nhưng bên cạnh đó thì nó rất đẹp. Robben thuần thục đến độ chân của anh có thể đột ngột đổi hướng bóng dù đang chạy rất nhanh, luôn đẩy quả bóng với một lực vừa đủ để xử lý bước tiếp theo, và động tác dứt điểm sau đó chính xác đã được học thuộc lòng. Mọi thứ chân chu và hoàn hảo trong từng chi tiết. Arjen Robben đương nhiên nhận thức được việc duy trì mỗi một phong cách khiến anh rất dễ bị bắt bài. Nhưng Robben tiến hóa bằng cách làm nó nguy hiểm hơn. Từ những bàn thắng đầu tiên theo kiểu này khi được huấn luyện viên Juan de Ramos xếp anh đá cánh phải thường xuyên trong thời gian tại Real Madrid, trước khi được Louis van Gaal nâng tầm tại Bayern Munich và biến Robben trở thành một cơn lốc đường biên thật sự bên phía cánh phải. Phải, đó là thứ vũ khí của tôi, Robben chia sẻ hồi tháng 12 năm 2021. Nếu nó vẫn hiệu quả, cứ thế mà tiếp tục thôi. Nhưng tôi không phải đúng người để giải thích vì sao việc ghi bàn kiểu đó lại vẫn tỏ ra hiệu quả. Mọi đối thủ đều biết phải làm gì khi đối mặt với Robben nhưng rất hiếm khi cản phá thành công. Dù gã đầu hói từ Hà Lan thậm chí đã báo xin nhàn trước. Theo nghiên cứu, phần đông các hậu vệ có xu hướng thích xoạc bóng bằng chân trái hơn chân phải và phòng ngự từ trong ra ngoài. Bước di chuyển của Robben khiến họ bị nghịch chân và cảm giác như luôn ở thế bị động. Bạn đứng đó, thấy gã từ đằng xa, thu thế, di chuyển cơ thể theo gã, biết rằng gã sẽ đưa quả bóng sang phải sớm thôi, bạn quyết định ập vào. Nhưng kìa, trước khoảnh khắc bạn thay đổi hướng cơ thể một tích tắc thôi, hắn đã làm điều đó trước và giờ tất cả những gì bạn nhìn thấy chỉ là khoảng không trước mặt. Tên hói đầu số 10 ấy lại bỏ đi nữa rồi, tệ thật. Với Robben, hai yếu tố lớn nhất làm nên thành công của phong cách Zidane rẽ trái là tính thời điểm như đã nói ở trên, cùng với đó là Robben đã tạo nên những biến thể cho nó. Tập một cú đá 10.000 lần là điều tốt, nhưng bạn không chỉ biết mối đá trong một trận đánh võ. Robben đôi lúc khiến người ta phải kinh ngạc khi dốc thẳng bóng xuống đáy biên rồi tạt một quả thật ngọt vào trong, hay có tình huống chuyển cánh tuyệt vời cho đồng đội đang ở thế chống trải. Nhà Á quân thế giới 2010 cho biết, nếu bạn không bao giờ chuyển hay dê bóng hoặc đi bóng ra hướng khác, tuyệt chiêu Zidane rẽ trái mãi không thể hoạt động hiệu quả. Và độc kỹ của anh được tôn vinh đến thế một phần nhờ vào những thành công cụ thể mà nó mang lại. Arjen Robben từng rất chật vật tại Real Madrid, từng trải qua chuỗi ngày khổ sở với chấn thương. Nhưng trên hết, anh vẫn có một sự nghiệp ở mức viên mãn. Anh có Premier League với Chelsea, có hàng tá danh hiệu quốc nội với Bayern Munich, nhiều lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của hùng xám Hà Lan. Danh hiệu tập thể lớn nhất cấp câu lạc bộ là Champions League cũng được Robben bổ sung vào bộ sưu tập sau khoảnh khắc sống mãi với thời gian trên sân Wembley năm 2013. Cả đời Robben thành danh với những bàn thắng ngoài vòng cấm. Thế nhưng pha lập công quyết định đến chức vô địch lớn nhất của anh lại chỉ cách khung thành đối phương chưa đầy 8 mét. Thiếu sót duy nhất của Robben có lẽ chỉ là vinh quang cùng đội tuyển quốc gia Hà Lan. 5 lần 7 lượt lỡ hẹn với những chiếc cúp. Nhưng dù vậy thì Robben cũng kịp lưu lại sử sách của gì Oran những khoảnh khắc không thể nào quên. Đó là màn nước rút khiến hàng thủ Tây Ban Nha trông như trò hề ở mùa hè 2014 và màn trình diễn siêu hạng giúp Hà Lan trở thành Á quân thế giới ở mùa hè trên đất Nam Phi. Tổng cộng 120 bàn thắng đã được tạo ra từ cái chân trái của Arjen Robben, chưa tính cấp độ đội tuyển quốc gia, và chắc cũng 3/4 trong số này đến từ những pha rẽ hướng đột ngột rồi cứa lòng. Và cũng rất nhiều trong số đó khiến chúng ta phải nhớ mãi pha volley chuẩn mực làm câm lặng cầu trường Old Trafford, pha bứt tốc có chiều dài bằng nửa sân đấu với sai cờ 0-4, hay bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp Robben, cái vẩy lòng đưa Bayern Munich đến với ngôi vương châu Âu năm 2013. Có lẽ sẽ không có thêm một pha tái xuất nào nữa đến từ Arjen Robben trong lần giải nghệ này. Anh đã rất mệt mỏi với những chấn thương chỉ trong vỏn vẹn một mùa chơi cho Groningen. Tuổi 37 khiến cho đôi chân pha lê càng dễ vỡ và thêm phần mong manh. Đây hẳn lúc thích hợp nhất để Robben nói lời chào tạm biệt với làng túc cầu, nơi anh đã trở thành chuẩn mực cho một kỹ thuật mà chắc chắn sẽ còn được sử dụng rộng rãi mãi mãi về sau. Mặc dù giải nghệ đã được gần 2 năm nhưng thế giới bóng đá sẽ mãi nhớ về những pha ôm cua cực gắt, những cú bứt tốc thần sầu và cả cái lòng trong chân trái rất ngoan của anh nữa. Tạm biệt Arjen Robben.